Khi các nhà tiên linh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà để ứng nghiệm lời Chúa phán chưa qua biển ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Sau khi vua Herode băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi. Ông liền trỗi dậy, đưa hài nhi và mẹ người về đất Israel. Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilea và đến ở lại một thành kia gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Nazareth. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa chị em, hôm nay là ngày thứ mấy? Thứ bảy cuối cùng của năm 2019 và là ngày 28 tháng 12, chúng ta đã qua đỉnh cao, đó là lễ Giáng sinh. Một bạn trẻ ở New Zealand, ở gần Đức Úc, nói với tôi là sáng nay gặp cha sở ở bên New Zealand, ngày thở dài và bảo rằng là sau lễ Giáng sinh nhà thờ vắng tanh vì họ đi holiday hết, không có ai đi lễ cả. Họ nghĩ rằng là Noel xong rồi là amen tắt đèn đi, không có đi ngủ, họ đi đâu chơi gì thì không có đi ngủ đâu, coi như xong phim rồi, rồi sang năm lại chờ đến Noel. Rồi bạn ấy hỏi tôi là bên này thế nào, tôi nói bạn cứ mở YouTube lên mà coi, lên trang web tin thác chấm nét mà coi. Và khi coi xong, bạn ấy vô cùng ngạc nhiên và nói rằng là chưa có thấy ở đâu, ở bên nước ngoài, Việt Nam thì không có nói, nhưng mà ở nước ngoài sau lễ Giáng sinh rồi đến ngày holidays mà người ta còn kéo đến nhà thờ đông như thế này. Tôi nói không phải chỉ có nước Úc đâu, mà có những nước khác nữa. Buổi chiều có một gia đình ở bên Thụy Điển bay từ Thụy Điển sang bên nước Úc để đi tham dự thánh lễ. Rồi mà gọi là sao mà từ Thụy Điển mà biết, nói mẹ con ở Việt Nam, mẹ con coi trên YouTube, mẹ con mới báo cho con bên Thụy Điển, con bên Thụy Điển con mới bay về Úc để con tham dự thánh lễ. Rồi một bà mẹ khác dẫn ba người con đó là con gái và có một cặp sinh đôi, chắp tay, chỉ biết nói tiếng Thái thôi và tiếng Anh thôi, cứ chắp tay lúc hồng cục của Thái và dắt ba đứa con trẻ lắm đến đây để tham dự thánh lễ. Rồi một bà cụ khác lục phụ đến, trời hôm nay con dâu lại được con đi về, trời nó bà đi về đâu, con về Melbourne, trời bà đi với ai, con đi một mình, trời bà bao nhiêu tuổi rồi, con 87 tuổi rồi, trời bà đi bằng cái gì, con đi bằng xe lửa, trời thấy tuyệt vời không? Đấy, và mình mới cho em từ Melbourne, từ Brisbane, con nhóm là Melbourne, sau thế này là phải chạy ngay 304 cảng lên xe bus, chạy ngay về để cho kịp rồi đón một tốt thứ hai lại tiếp tục đến. Thì chúng ta thấy rằng là sự hiện diện của anh chị em sau ngày lễ Giáng sinh và trong những ngày holidays, trong những ngày nghỉ mà đông như thế này, ai đang tham dự thánh lễ xin giơ tay. Ai đang tham dự thánh lễ giơ tay. Thì ông cái điều của chơi trong không
những người tin vào Chúa. Chúng tôi nên là những người tin vào lòng thương xót Chúa. Chúng tôi là những người tin vào lòng thương xót Chúa. Nếu như không có tay thì nếu mà máy hình mà chiếu xuống đó, hay là đem tượng nộp với để ở đây, đem tượng sát để ở đây làm tiền, đấy có người xúc động thật sự. Anh chị em là những chứng nhân sống động, những chứng nhân cho thế giới ngày hôm nay, thế giới vật chất, thế giới duy vật, thế giới vô thần, thế giới của những con người chỉ tin vào khoa học kỹ thuật. Hãy biết được rằng chúng tôi là những người đến đây với tất cả tự do, với tất cả ý thức, với tất cả niềm tin của chúng tôi, chứ không hề mê tín, không hề bị dụ dỗ và cũng không hề bị bất cứ một áp lực nào cả. Ngoài một điểm duy nhất đó là lòng thương xót Chúa. Hallelujah! Hallelujah! Và ngày hôm nay, ngày 28 tháng 12, giáo hội cũng kính các thánh anh hải là những vị tử đạo, không phải là 20, 40, 50 gì cả, nhưng mà là những em bé từ 2 tuổi trở xuống. Mấy chị em nghe cái câu chuyện các thánh tử đạo, các thánh anh hải tử đạo như sau. Hiện đến độ mà không hề dám có ý nghĩ rằng mình là một con người thánh thiện. Ngày kia, một thiên thần đến nói với vị ấy rằng là: Chúa sai tôi đến gặp Ngài, Ngài hãy xin bất cứ điều gì Ngài muốn, Chúa sẽ ban cho Ngài. Nếu mà Chúa hỏi anh chị em vậy, anh chị em xin không? Xin không? U yếu xin. Vậy, Ngài có muốn được ơn chữa bệnh không? Anh chị em có muốn được ơn chữa bệnh không? Muốn, nhưng vị thánh trả lời không. Thà để cho chính Chúa chữa trị thì tốt hơn. Vì sư thần lại đề nghị điều khác: Ngài có muốn đem những người tội lỗi trở về đường công chính không? Muốn không? Có nhiều bà đến chiều nay, mấy bà đến khóc lóc: Cha ơi, cho cầu nguyện cho con của con. Giêsu Maria nó bỏ đạo hết rồi. Cha ơi, Giêsu Maria nó chẳng đi lễ đi thờ gì hết. Giêsu Maria, cha ơi. Thưa anh chị em, vị thánh này trả lời rằng là không. Cải hóa tâm hồn không phải là việc của tôi, mà là việc của các thiên thần. Vị sứ giả của Chúa lại đề nghị thêm một đề nghị thứ ba, là Ngài có muốn trở thành một mẫu gương để cho thiên hạ đến bắt chước không? Muốn không anh chị em? Vì sợ rồi không dám. Vị thánh ấy cũng khiêm tốn trả lời không, bởi vì làm như thế tôi sẽ trở thành trung tâm thu hút sự chú ý. Thì Ngài mong muốn điều gì? Đối với anh chị em biết vị thánh ấy trả lời. Nếu cho anh chị em bây giờ, anh chị em mong muốn điều gì thì anh chị em trả lời sao? Anh chị em mong muốn điều gì? Mong muốn được sức khỏe không? Có hay không? Có không? Mong muốn được nhà cửa không? Mong muốn được xe cộ không? Mong muốn được trúng số không? Mong muốn được lấy số không? Vì Thánh có trả lời rằng là tôi chỉ khao khát một điều, đó là ơn Chúa, có ơn Chúa. Vì thiên thần được Chúa sai đến vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cho nên đề nghị lần cuối cùng Ngài phải xin một phép lạ. Nếu không, tôi đành phải để phép lạ xảy ra vậy. Và vị Thánh của chúng ta đành phải tuân thuận có một phép lạ. Vậy thì tôi xin điều này: ước gì mọi việc thiện được thực thi qua tôi mà không hề ai hay biết. Ước gì mọi việc thiện được thực thi qua tôi mà không hề ai hay biết. Thế là thưa anh chị em, để cho lời ước của vị thánh được thành sự thật, thì Thiên Chúa đã ban cho cái bóng phía sau của Ngài được mọi thứ quyền năng. Cái bóng, anh chị em thấy tôi đang đi đó, thấy cái bóng không? Thấy cái bóng không? Đó, thấy bóng đâu. Và Chúa ban cho vị thánh đó cái ơn này, đó là Thiên Chúa ban cho cái bóng phía sau của Ngài được mọi thứ quyền năng. Nơi nào cái bóng của Ngài đi qua
thì nơi đó người bệnh được chữa lành, đất đai trở nên phì nhiêu, nguồn suối phát sinh sự sống, niềm vui trở lại trên những khuôn mặt sầu khổ. Nhưng vị thánh không hề hay biết điều đó, vì dân chúng chú ý đến cái bóng đến độ quên mất con người của vị thánh ấy. Anh chị em có muốn được như vậy không? Có muốn được như vậy không? Muốn rằng là những cái việc thiên qua tôi mà người ta được, mà người ta quên mất tôi đi, không cần nhớ đến tôi nữa. Những vị thánh không hề hay biết đó, vì dân chúng chú ý đến cái bóng mà quên độ con người. Thì thưa anh chị em, ngày 28 tháng 12, hôm nay giáo hội kính nhớ các thánh anh hài là những vị thánh đã chết vì Đức Kitô mà cũng không hề hay biết rằng mình phải chết vì Chúa Kitô. Vì những vị thánh ấy được mấy tuổi? 2 tuổi. Đã biết nói chưa? Đã biết gì chưa? Chưa. Còn đang phải tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở. Và vậy mà những vị thánh ấy đã chết vì Chúa mà vẫn không biết rằng mình chết vì Chúa. Và thưa anh chị em, đó là kiểu mẫu của không biết bao nhiêu vị thánh vô danh ngày hôm nay mà mỗi người chúng ta khi mừng lễ thánh gia, anh chị em đang sống trong đời sống gia đình là những vị thánh vô danh. Khi mà tôi nói thánh gì anh chị em cầu cho chúng tôi được không? Biết đọc kinh cầu các thánh không? Biết không? Đức Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, chúng ta đi cầu cho chúng tôi. Thánh Giuse, cầu cho chúng con. Rồi Thánh Faustina, Thánh Gioan Phaolô II, các thánh làm ông chồng, các thánh là những người vợ. Không dám chia tay nữa. Các thánh là những người con, các thánh là những ông bà ngồi trong nursing home, các thánh là những người đang ngồi xe lăn, các thánh là hai cha ngồi tĩnh tâm. Có rất nhiều vị thánh vô danh, giáo hội chỉ tôn vinh một số thánh nào đó mà thôi, còn biết bao nhiêu vị thánh vô danh khác, giống như chúng ta vẫn có bài hát là gì đó, người chiến sĩ vô danh trong quân thì đó, người chiến sĩ vô danh, người ta tôn vinh người này người kia, nhưng còn biết bao nhiêu chiến sĩ vô danh đang nằm xuống để bảo vệ quê hương, đất nước, xứ sở của họ. Và ngày hôm nay trong giáo hội cũng thế, biết bao nhiêu giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân là những vị thánh vô danh. Họ đã làm biết bao nhiêu điều tốt lành cho xã hội, cho giáo hội. Họ không cần ai biết đến, mà cũng chẳng có ai biết đến họ nữa, thưa anh chị em. Những con người đó là những vị thánh vô danh, đặc biệt trong đời sống gia đình của anh chị em. Ai biết đâu người chồng khổ như thế nào, ai biết chăng người vợ phải đau như thế nào, ai biết đâu những người làm bố làm mẹ phải lo lắng ra sao, ai biết đâu những tiếng thở dài mùa thu nức nở, tiếng thở dài, ai biết đâu được, ai biết đâu được con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non như chị em. Ai biết đâu của những người mà ra đường thiếp thấy khoảng son về nhà thiếp đã năm con cùng trẻ. Thưa chị em, đấy những người vô danh đấy, và có ai biết đâu rằng khi mà ông Sa Long có biết đang giảng tĩnh tâm suốt tuần cửu nhật rồi đến tuần bát nhật, ai biết đâu rằng có hai chàng ngự lâm phó thủ vẫn âm thầm ngồi kia. Thưa chị em, tôi đố anh chị em, đứng nói về dễ hay ngồi nghe dễ? Cái nào khó? Ngồi nghe mới là khó. Ngồi nghe mới là khó. Nhiều khi nghe nó nói ngang quá, con chỉ muốn đứng lên tôi nói cho nó biết rồi. Thưa chị em,
cái hình ảnh mà hai người linh mục, hai người mục tử âm thầm lặng lẽ cứ ngồi nghe, cứ ngồi hiệp thông, cứ ngồi cầu nguyện, tôi đố anh chị em tìm thấy trong một ngôi thánh đường nào có cái hình ảnh đẹp như vậy. Không những là suốt tuần 9 ngày tuần kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh mà còn kéo dài tuần 8 ngày là tuần bát nhật, mà có khi mấy người chọc bỏ cha con ngày nào là hai cha con khổ ngày đó. Thưa chị em, đấy cái hình ảnh đó, hình ảnh của những người vô danh, của những người âm thầm lặng lẽ, thì mỗi người chị em trong đời sống gia đình chúng ta cũng là những vị thánh vô danh như vậy. Đức Maria, Chúa Giêsu và Đức Mẹ chúng ta nghe trong bài tin mừng suốt bao nhiêu năm là người âm thầm vô danh, bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm rồi Chúa Giêsu mới bắt đầu xuất đầu lộ diện, mới bắt đầu xuống núi để mà tung hoành giang hồ. Bao nhiêu năm? 30 năm, giống như là một người mà đi học võ suốt 30 năm ở trên núi luyện võ. Rồi sau khi mà đã là tất cả mọi bí kíp võ công đã thấu hết rồi, mới bắt đầu xuống núi mà tung hoành ngang dọc được đúng mấy năm. Anh em thấy 3 năm mà phải chuẩn bị tới 30 năm, mà Đức Mẹ và Thánh Giuse cứ âm thầm lặng lẽ nuôi con Chúa làm người, mà trong đầu lễ cha sở chủ tế có nói với anh chị em đó là Đức Mẹ và Thánh Giuse cũng là một người như chúng ta. Một Thánh Giuse là một người cha, một người chồng, một Maria là một người vợ, một người mẹ như chúng ta mọi đàn. Thánh Giuse cũng phải tay làm hàm nhai, tay quay hàm chế, và đôi khi Đức Mẹ mà thấy Thánh Giuse không làm đủ ăn thì Đức Mẹ cũng phải ra đồng mà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Vậy thưa anh chị em, và Chúa Giêsu, người ta kể câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là đó là những câu chuyện huyền thoại, chuyện vui thôi, đó là Thánh Giuse ngài làm nghề thợ gì anh chị em biết không? Thợ mộc. Ngài mới đóng cái ghế 4 chân, nhưng mà hôm đó chắc là mệt quá rồi ngủ lại gặp như thế nào đó mà đóng cái ghế có 3 chân bằng và cái chân nó bị cụt ngắn đi. Cho nên lúc mà khách hàng đi lấy ghế thì 3 chân nó bằng, 1 chân nó thấp, cho nên ghế cứ khập khà khập khênh. Thánh Giuse thở dài quá chết rồi, coi như là vì này là không có cơ man rồi, đóng cái ghế mà không lên thân, cái chân dài chân ngắn. Chúa Giêsu hỏi bố ơi, bố đừng có lo, bố không lo thì ai lo, bố đừng có lo để con lo. Thánh Giuse bảo con lo được cái gì đâu con, bảo bố cứ ngủ đi rồi tí rồi con lo cho. Thế thì Thánh Giuse mệt quá ngủ. Lúc mà Chúa Giêsu thấy Thánh Giuse đang ngủ rồi, Đức Mẹ đang ở bếp rồi, Chúa Giêsu mới uống ba la uống xì bà, mới cầm cái chân mà nó, cái chân ghế mà nó bị ngắn, nó kéo cái 4 chân ghế bằng nhau. Đây bố ơi, bố đâu rồi? Đây bố ơi, đây chân ghế nó bằng rồi. Bố tin không? Dạ, dạ, con tin. Bạn thưa chị em, chuyện đó có xảy ra không? Không. Chúa Giêsu không làm chuyện đó đâu thưa chị em. Chúa dư khả năng làm chuyện đó, nhưng Chúa không làm. Để Thánh Giuse vẫn phải năn nỉ khách hàng, ông thông cảm dùm tôi, một là để tôi sửa lại, hay là để tôi cắt 3 cái chân kia đi cho nó bằng với cái chân cùng, được không? Và Đức Mẹ cũng vậy, Đức Mẹ có phải nấu cơm, phải vất vả, phải đầu tắt mặt tối, chứ không phải là Chúa Giêsu là Thiên Chúa là người rồi thì cứ việc mà hóa bánh ra nhiều, Đức Mẹ khỏi nấu nướng gì, không đâu thưa anh chị em. Nếu mà như vậy thì Đức Mẹ và Thánh Giuse đâu có phải chốt chui chốt chủi sang bên đất Ai Cập làm cái gì, mà chỉ vì sợ Herod tìm giết hài nhi Giêsu mà tất cả những đứa bé 2 tuổi trở xuống bị vạ lây, làm gì phải làm chuyện đó. Chúa Giêsu chỉ cần Herod chết đâu chắc chứ làm gì mà vậy. Chúa Giêsu không làm, Thánh Giuse vẫn phải lặn lội sang đến tận bên Ai Cập để mà trốn tay bảo Chúa. Rồi thôi thì đã sang bên nước ngoài thì ở luôn không? Anh chị em đã được sang bên nước Úc ở luôn nước Úc hay muốn trở về Việt Nam?
Lúc đại sứ mình chạy về Việt Nam về thăm quê hương thì có về nhưng mà bảo ở về Việt Nam luôn, có về không? Có đang lái xe đi về, về lái xe đạp có lái không? Đang là ăn cơm về nhà bo bo có sắp ăn không? Đang là ngồi nhà máy lạnh về nhà ngồi lò xông hơi như tôi có phải không? Mình chưa biết tôi ở lò xông hơi không? Biết không? Giáo điểm tin mừng nó khủng khiếp lắm thưa chị em. Nên tôi sang đây cứ người con trai mới nóng lắm 40 độ tôi bảo mát mà. Chắc là con trai này nóng lắm 42 độ tôi bảo vẫn mát mà. Con thôi gì cả. Thì thưa chị em, nếu mà Chúa Giêsu Đức Mẹ Thánh Giuse cứ thích biểu lộ cái uy quyền đó ra, cứ thích sử dụng quyền năng để mà làm cho mình đỡ khổ đỡ vất vả thì không còn là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót nữa. Chúa giàu lòng thương xót không phải là Chúa biểu lộ quyền năng ra để cho người ta lé mắt. Chúa giàu lòng thương xót không phải là Chúa người ta muốn bảo cái gì cũng phải làm theo người ta để cho người ta theo để dụ người ta. Không. Mà Chúa giàu lòng thương xót là một Thiên Chúa là con khổ thì ta cũng, con khóc thì ta cũng, con đói thì ta cũng, con thất nghiệp thì ta cũng. Thất nghiệp chứ sao không thất nghiệp mà lắc đầu. Thưa chị em, đó một Thiên Chúa mà gần gũi với con người như vậy, một Thiên Chúa chia sẻ người con vậy trong một đời sống gia đình của anh chị em. Cho nên nếu trong gia đình của anh chị em có lục đục, có đói, có khát, có buồn, có vui thì Chúa của chúng ta, Đức Giêsu cũng sống trong gia đình suốt 30 năm như vậy. Vì thế mà Kinh Thánh bảo rằng là một, chúng ta có một vị Thượng Đế ở giữa chúng ta, sống thân phận con người như chúng ta để cảm thông tất cả nỗi đau, nỗi khổ, nỗi khốn, nỗi khó của con người thưa anh chị em. Chúng tôi đọc ở trong tờ thông báo mà cha sở gửi đến anh chị em, thưa anh chị em, có một cái bài viết mà cha sở viết từ đây là quan trái tim ta. Ai có tờ giấy màu xanh thông báo, ngoài cái thông báo cho chúng ta biết là thứ hai 6:30 trường thánh thể và thánh lễ, rồi thứ ba 31/12 chúng ta có nghi thức đón Chúa lòng thương xót vào trong gia đình, rồi thánh lễ giao thừa, rồi thứ tư 1/Giêng 6:30 chúng ta có rước lộc xuân lộc thánh lộc thương xót, rồi thánh lễ cầu nhan năm mới, và thứ năm 2/Giêng chúng ta 6:30 cầu nguyện cho ông bà tổ tiên với những đoạn thư tập viết cầu nguyện cho ông bà của mình trong chuỗi kinh lộc thương xót, và sau đó là thánh lễ kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ. Và thứ 6/3/Giêng 6:30 là chúng ta có nghi thức là thánh hóa công ăn việc làm cầu mùa để xin Chúa cho mưa thuận gió hòa, không còn hỏa hoạn, cháy rừng, bão lụt vân vân nữa, và thánh lễ cầu cho công ăn việc làm mùng 3 Tết. Thì ở dưới đó có một bài viết tựa đề là qua trái tim ta. Không ai biết đôi vợ chồng đã buồn từ lúc nào và tuổi tác bao nhiêu, nhưng nhìn vào công việc và đàn con cháu có thể đoán chừng họ đã ngoài 80. Mấy vị vọng trong làng nói họ mù từ lúc mới sinh, và đương nhiên trước khi họ kết hôn với nhau họ đã mù rồi. Nghe nói những chuyện hoang đường, ngày cưới chú rể ngồi xe bò đi đón cô dâu, cả bò cả xe đều quấn lụa điều sặc sỡ. Đến nhà chồng, chú rể dắt tay cô dâu rà bò khắp mọi ngóc ngách từ nhà ra vườn, từ trước ra sau. Giếng làng ở tận xa và chỉ có trời mới biết làm sao họ có thể gánh nước về dùng. Dò dẫm quờ quạng dắt nhau đi, làng xóm thương tình xin giúp thì họ xua tay. Ồ, bà con cô bác giúp được 1 giờ một ngày, nhưng mà làm sao giúp chúng tôi cả một đời được. Và họ chẳng mấy khi sang nhau nửa bước. Có một lần ông bị ngã phải đưa vào nhà thương, bà nặng nặng đòi đi theo, bà khóc hết nước mắt vì đang suốt mấy hôm liền không thấy ông lòng dạ nào mà anh cho nổi ông ơi. Có lần ai đó hỏi sao hai người yêu nhau như thế, người vợ đành nói trước cái mộc mạc chân tình. Mấy người nhìn nhau bằng mắt, còn vợ chồng tôi nhìn nhau bằng trái tim.
mấy người nhìn nhau bằng cặp mắt, còn vợ chồng tôi nhìn nhau bằng trái tim. Tim thì sáng bằng 10 con mắt, tim thiệt thà hơn con mắt, trái tim thiệt thà hơn con mắt. Rồi người chồng vội xen vào: cần mắt để làm gì khi mà không có trái tim? Cần mắt để làm gì khi mà không có trái tim? Thưa anh chị em, thánh gia qua tác động của Chúa Thánh Thần là sự kết hợp kỳ diệu giữa hai con người rất mực tầm thường. Nhưng đây là một gia đình mà mẫu số chung là đức tin và sự vâng lời tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Dẫu trong muôn vàn nghịch cảnh tai ương vây hãm chung quanh, thánh gia không phải là mái nhà của những người toàn thiện, nhưng là nơi những người bất toàn can đảm chung sống và cùng rất dìu nhau dò dẫm đạt đến chân thiên mỹ. Biển khơi vẫn luôn dậy sóng và lắm khi giông bão sẽ ập phủ vây quanh, nhưng thuyền sẽ đến bến bình an nếu biết luôn nhìn nhau bằng trái tim, và nhất là biết luôn sống công chính suy niệm trong lòng. Cần mắt để làm gì khi không có trái tim? Trái tim lòng thương xót. Hôm nay những anh chị em nào đang sống đời sống gia đình xin giơ tay. Ai đang sống đời sống gia đình xin giơ tay. Chứ là ai có vợ, có con, có chồng, có con rồi đó, giơ tay cao không? Hay cha có giơ tay không? Rồi, chúng ta một tràng pháo tay để chúc mừng tất cả những người đó. Còn ngày hôm nay là ngày đổ mạng của các gia đình thánh gia. Và hôm bây giờ xin hỏi thăm, ai là người mà cả vợ lẫn chồng cùng đi lễ hôm nay? Xin mời những cặp ấy đứng lên. Xin mời đứng lên. Cả vợ lẫn chồng cùng đi tham dự lễ hôm nay. Cả thưa chị em, rất là đông, không biết là chúng tôi có đủ quà để trao tặng cho chị em hay không. Còn xin mời quý cha xin được gửi tặng những món quà, những trái tim lòng thương xót đến các gia đình mà họ có vợ chồng đi chung với nhau. Xin mời ông đại diện. Xin mời các bạn cùng nhau hát bài Chú Xe Trong Sóng Cầu Khó Khăn. Vâng, xin được gửi trái tim đi ngoài và trái tim xin mời chồng vào đây để gửi tặng cho hai người một trái tim thôi nhá, hai người lấy một thôi, vì mỗi bên là một nửa, nửa này và nửa kia nối kết lại với nhau, vì chúng ta mới có được cái trái tim. Rồi thưa anh chị em, những anh chị em đã nhận được trái tim xin giơ lên, để cảm nhận tim lên. Hai người chỉ một trái tim mà thôi, mỗi bên là một nửa này và một nửa kia. Nếu chúng ta có trái tim lòng thương xót trong gia đình, lúc đó gia đình mới được bình an hạnh phúc. Nếu chúng ta có trái tim lòng thương xót trong mỗi người, thì ngoài khỏi nó xin đưa những trái tim vào đây để tặng cho gia đình chúng ta. Vâng, ở ngoài xin đưa vào đây những trái tim lòng thương xót để gửi tặng cho gia đình, để anh xem thấy rằng hôm nay chúng tôi đến đây, trái tim lòng thương xót nối kết chúng tôi lại. Gia đình có gì bất hòa, hôm nay trái tim lòng thương xót làm cho mọi người hòa được với nhau. Hôm nay chúng tôi có cái gì mà chưa có tha thứ được cho nhau, thì trái tim lòng thương xót mời gọi chúng ta. Như là bài đọc 2 Thánh Phaolô bảo, trên hết mọi sự anh chị em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc mọi sự. Nguyện xin bình an của Đức Giêsu Kitô làm chủ trong lòng anh em. Nguyện xin bình an của Đức Giêsu Kitô làm chủ trong gia đình của anh chị em. Anh chị em nếu có gì bất bình với nhau thì hãy tha thứ cho nhau, hãy chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau. Đó là sống lòng thương xót Chúa. Mời chị em hãy đã nhận được những trái tim đó, xin mời đưa trái tim đó lên và cùng cầu nguyện cho nhau được sống trong lòng thương xót của Chúa. Trên hết mọi sự anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc mọi điều toàn biệt. Nguyện xin bình an của Đức Giêsu Kitô ngự trị trong tâm hồn của anh chị em.
và anh chị em hãy chịu đựng lẫn nhau, hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện bất bình với người kia. Và anh chị em hãy đón nhận nhau như Chúa đã đón nhận anh em, hãy tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho anh chị em, và hãy chấp nhận nhau như Chúa đã chấp nhận anh chị em, và hãy thương xót nhau như Chúa đã thương xót anh chị em. Xin mời anh chị em chúng ta ngồi xuống và cùng với các bạn hát bài Du Xe Trong Xóm Nhỏ Có Mèo. Xin mời chị có mọi người là chị có thì đứng xin công khai và các cha quay anh chị em nào đang đứng thì là chào cho anh em tại đây ạ. Cầm thêm vào chúng ta, cầm thêm vào chào những người đang đứng mỗi người trên thi không cầm bài cầm môi lên thêm lên bài anh chị em cầm thêm vào thanh lên cầm thêm vào thanh lên cầm thêm vào thanh lên.